Thưa quý vị, tỉnh ủy Bình Thuận mới đây đã đồng ý với đề xuất nâng cấp thị xã La Gi trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định La Gi là địa bàn quan trọng trong phát triển kinh tế phía Nam của tỉnh và kết nối với Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo đó, La Gi đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết và triển khai quy hoạch để đáp ứng các chỉ tiêu trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025. La Gi sở hữu vị trí đắc địa trên trục giao thông Đông Tây, kết nối các tỉnh miền Đông Nam Bộ với Tây Nguyên. Hệ thống giao thông phát triển với việc hưởng lợi từ các dự án sân bay quốc tế, cao tốc, cùng bãi biển dài Nguyên Sơ Yên Bình và nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Chủ trương nâng cấp lên thành phố tiếp tục thúc đẩy địa phương trở thành tâm điểm về phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch biển của tỉnh. Khi mà ta nói về thị trường bất động sản biển thì La Gi là một trong những thị trường mới nổi so với lại các thị trường truyền thống. Và thông thường thì đối với các thị trường đi sau như này thì sẽ sở hữu một cái vị trí khá là đẹp, khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh cho tới thị trường này tương đối là khá là phù hợp cho cái nhóm gọi là nghỉ dưỡng hoặc là nhóm có cái nhu cầu để có thêm một cái nhà ở thứ hai, second home. Một cái điểm thứ hai mà tôi cho rằng đây cũng là một trong những thị trường mà có thể là có những cái bước tăng trưởng trong thời gian sắp tới khi mà chúng ta nói đến các hạ tầng sắp sửa được triển khai đưa vào sử dụng. Có thể là các cái cao tốc mà Dầu Dây Phan Thiết, các cái hạ tầng liên quan đến sân bay cũng như là một trong những cái công trình rất lớn mang tầm quốc gia đó chính là sân bay Long Thành. Bởi vì đây là thị trường mới nổi, do đó là cái mức giá đối với thị trường này nó sẽ thấp hơn và nó sẽ mềm hơn so với lại các thị trường khác. Và mặc dù là chúng ta có một cái đường bờ biển rất là dài nhưng mà cái sản phẩm liên quan đến ven biển thì nó không có quá nhiều. Đa phần thì phục vụ cho nhu cầu gọi là thương mại là chủ yếu hoặc là có các cái khu resort. Còn riêng về cái việc mà sở hữu lâu dài thì đối với tôi nghĩ là tương đối khá là khan hiếm. Và đây cũng là một trong những lợi thế mà nếu như mà chúng ta có những sản phẩm gọi là tương tự như thế thì nó cũng sẽ có những dư địa tăng trưởng trong tương lai. Theo số liệu của nhiều sàn giao dịch, giá đất tại một số khu vực trên địa bàn đã tăng 50% so với 3 năm trước. Cụ thể hơn, trong năm 2020, tại đường Thống Nhất, giá nhà đất mặt tiền dao động từ 30 đến 35 triệu đồng một mét vuông, tăng 20 đến 30% so với năm 2018. Khu vực dọc đường Lê Lợi, giá nhà đất mặt tiền từ 20 đến 22 triệu đồng một mét vuông. Những vị trí thuận tiện kinh doanh như khu vực chợ La Gi, cảng cá, giá nhà đất từ 30 đến 35 triệu đồng một mét vuông so với giai đoạn 2017, giá đã tăng gấp đôi. Tuy nhiên, mức giá tại đây vẫn được đánh giá là khá mềm, chỉ bằng 1 phần 10 thị trường Nha Trang, Đà Nẵng, 1 phần 5 so với Phú Quốc và bằng 1 phần 4 so với khu vực Mũi Né. Đón đầu tiềm năng phát triển tại thành phố tương lai La Gi, nhiều ông lớn bất động sản đã đổ về đây đón sóng với các dự án tầm cỡ. Trong đó, các dự án phát triển theo mô hình phức hợp đô thị thương mại dịch vụ và du lịch biển được ưa chuộng nhờ mang đến không gian đa tiện ích, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương lẫn giới chuyên gia cao cấp tại các cụm, khu công nghiệp kế cận, đồng thời thúc đẩy tiềm năng phát triển khu vực. Không chỉ trong lĩnh vực du lịch mà cả thương mại, dịch vụ mang lợi nhuận lâu dài cho các nhà đầu tư trong tương lai.